Cây cầu đang xây dựng Aguwani Sunstagan bị sập xuống sông Hằng Ấn Độ khiến nhà chức trách địa phương mở cuộc điều tra. Báo Hindustan Times đưa tin cây cầu bị sập nằm ở thành phố Bangabun, bang Bihar, Ấn Độ, đang trong quá trình xây dựng. Tính đến sáng 5 tháng 6, chưa có báo cáo về thương vong. Thủ hiến bang này, Nitish Kumar, đã ra lệnh mở cuộc điều tra và đề nghị xác định những người chịu trách nhiệm về vụ sập cầu. Người phát ngôn đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, Sergej Bunwala cho rằng có tình trạng tham nhũng khi xây dựng cây cầu này. Dự án mơ ước của thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar bị sập. Đây là lần thứ hai cây cầu này bị sập, ông Bunwala nói. Theo bà Riti Gandhi, một người phát ngôn khác của đảng này, chi phí xây dựng cầu và công trình phụ lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Cầu này dự kiến kết nối các quận Khararia và Bangabun, đồng thời được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Cây cầu được khởi công xây dựng từ năm 2014. Báo Hindustan Times cho biết hai nhịp cầu Aguwani Sunstagan bị chìm xuống dòng nước khiến những người chứng kiến sốc nặng. Báo cáo ban đầu cho biết nguyên nhân vụ sập cầu có thể là do lỗi xử lý cấu trúc và lỗi thiết kế. Nhà chức trách đang phân tích mức độ thiệt hại đối với cây cầu và thảo luận cùng các kỹ sư chịu trách nhiệm xây dựng. Vụ sập cầu xảy ra chỉ 2 ngày sau tai nạn đường sắt kinh hoàng khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương ở Ấn Độ. Theo đó, hai đoàn tàu chở khách bị trật bánh vào tối 2 tháng 6, bắt nguồn từ việc một trong hai đoàn tàu này lao thẳng vào một đoàn tàu chở hàng khác ở quận Balasore, bang Odisha, phía đông Ấn Độ.